Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua dư luận cả nước vô cùng xót xa và không ngừng bàn tán xôn xao về vụ việc ba con gái mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đẻ. Trải qua 45 ngày chữa trị, dù đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật ghép da, nhưng sức khỏe của người mẹ không có dấu hiệu hồi phục và đã chút hơi thở cuối cùng vào dạng sáng ngày 14 tháng 12. Như vậy trong tổng số 4 nạn nhân thì chỉ còn một cô con gái út vẫn đang tiếp tục được điều trị. Vụ con gái mang xăng phóng hỏa, người mẹ qua đời sau 45 ngày chữa trị, chưa biết tin giữ con gái. Liên quan đến vụ ba con gái đem xăng đến nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên phóng hỏa vì mâu thuẫn trong quá trình thừa kế đất đai, sau hơn 1,5 tháng điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia, Mới đây con trai của bà Vũ Thị Đề, người mẹ trong vụ việc ba con gái mang xăng đến nhà phóng hỏa, xác nhận mẹ mình đã không qua khỏi vào lúc 1 giờ sáng ngày 14 tháng 12. Nạn nhân sau đó được hỏa táng và chuyển về địa phương thực hiện hậu sự theo phong tục. Kể từ lúc xảy ra hỏa hoạn, người nhà phải đối diện với nhiều khó khăn liên quan đến tài chính cũng như mất mát tinh thần. Đặc biệt thông tin người con gái đầu và thứ hai cũng qua đời trước đó khiến dư luận vô cùng xót xa. Như vậy trong tổng số 4 nạn nhân thì chỉ có cô con gái út vẫn tiếp tục điều trị. Trong chia sẻ trước đó, ông Đỗ Văn Điển, con trai, đồng thời cũng là người trực tiếp chăm sóc mẹ rơi nước mắt khi chứng kiến mẹ ngày một suy yếu. Anh cho biết, trước đây mẹ mình rất minh mẫn, nhưng từ lúc phẫu thuật thường xuyên rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trên giường bệnh, bà không ngừng trách ba con gái bất hiếu, xấu hổ với làng xóm láng giềng con trai nói thêm từ lúc nhập viện đến nay mẹ mình vẫn chưa biết hai con gái đã qua đời trước đó người con trai cho biết mẹ tôi bị nhiễm khuẩn nên sau khi mổ và khi bà tỉnh lại cứ nói linh tinh trong trạng thái không kiểm soát được hành vi trước đó bà cụ rất minh mẫn không hề có biểu hiện bị lẫn hay nói linh tinh như bây giờ đang yên lang lành mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn dựng vợ gà chồng để rồi nay lại gây ra cho mẹ như thế đó là tội bất hiếu mẹ vừa đau khổ vừa xấu hổ với mọi người khi chuyện trong gia đình mình lại như vậy anh điển thông tin thêm hiện tại mảnh đất của bố mẹ tôi chưa chia cho ai cả trước khi xảy ra sự việc mẹ tôi có nói bà đang còn sống nên không chia cho đứa nào cả vì bà sợ chia ra thì chị và các em bán mất rồi chị em trong nhà sống mỗi đứa một nơi còn bà thì về già nằm co ro đó ai về thăm nom nên bà không chia Tuy nhiên trước áp lực của ba cô con gái, mẹ tôi cũng đồng ý là chia cho ba người ba suất đất ở bên trong, nhưng ba người vẫn không bằng lòng. Họ cứ tưởng mảnh đất mặt đường đã xây nhà mới, mẹ và tôi làm tài sản riêng nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Sáng ngày 14 tháng 12, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận, bà Đê sinh năm 1961, người mẹ trong vụ con gái phóng hỏa đã tử vong. Trước đó, trưởng thôn Thiên Lộc cho biết bà Đê có bốn người con, ba gái một trai trong đó cậu con trai đứng thứ hai sau khi chồng chết bà đê ở với vợ chồng con trai còn ba cô con gái của bà đê đều đã lấy chồng tuy nhiên một trong ba cô con gái của bà đê đã ly hôn không có chỗ nương tựa chỉ về xin mẹ miếng đất xây nhà hoặc là dựng lán ở tạm cả ba người con gái cũng nhiều lần góp ý với mẹ về việc phân xử chia cho chị đê một mảnh đất để ở và chăm sóc hai con nhưng người mẹ không đồng ý nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc là do gia đình này đã không thống nhất được về cách phân chia tài sản nhiều năm trước vợ chồng bà đê có mua một miếng đất ở ngoài mặt đường sau đó cậu con trai đã xây nhà mới và đón bà đê về ở cùng còn ngôi nhà cũ ở trong xóm hiện tại không có người ở vài năm gần đây bà đê định chia thừa kế cho cậu con trai miếng đất ngoài mặt đường còn miếng đất trong xóm thì sẽ chia đều cho ba cô con gái tuy nhiên sự việc đã bị cả ba người con gái phản đối từ đó giữa mẹ con bà Đê liên tục xảy ra to tiếng. Năm 2021, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức hòa giải giữa mẹ con bà Đê. Gần đây nhất giảng hòa là vào tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên các bên vẫn không đồng ý với quan điểm của nhau. vì trưởng thôn Thiên Lộc nói hôm ngày 29 tháng 10, ngày rỗ chồng bà Đê, mấy mẹ con bà Đê tiếp tục xảy ra to tiếng. Gia đình đã quyết định đến ngày 30 tháng 10 sẽ tổ chức họp họ để thống nhất về cách giải quyết. Tuy nhiên khi họ hàng chưa kịp đến thì xảy ra vụ việc. Còn theo anh DTT 40 tuổi, thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 10, anh đi ngang qua nhà bà Đê thì thấy rất đông người nên anh đã dừng lại tìm hiểu xem có chuyện gì. Lúc tôi đến đã thấy bà Đê cùng với ba người con gái của bà đang cãi nhau rất to. Mặc dù có nhiều người hàng xóm đứng ra khuyên can, nhưng mâu thuẫn giữa mấy mẹ con bà Đê vẫn rất căng thẳng. Theo lời của anh DTT, do không can thiệp được nên con dâu của bà Đê đã phóng xe máy đi mời họ hàng đến nhà để nhờ đứng ra giải quyết. Cùng lúc đó con gái thứ hai của bà Đê đã mang một can xăng 10 lít bên trong có 5 lít xăng vào nhà rồi gọi bà Đê vào trong nói chuyện. Lúc đó cô này nói với bà Đê, mẹ vào đây, vào đây bọn con xin lỗi mẹ. Bà Đê không vào nhưng đã bị ba người con gái kéo vào. Sau khi bà Đê vào trong thì cô con gái thứ hai đã đổ xăng ra nền nhà nền nhà được lót bằng tấm xốp rồi lấy một túi ni lông châm lửa đốt. Chỉ một giây sau, ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà. Anh Tây kể lại, lửa lúc đó cháy rất to, chúng tôi cứ nghĩ mấy mẹ con bà Đê đã không qua khỏi. Tuy nhiên một lúc sau, tôi thấy con gái cả của bà Đê chạy từ trong ra, nhìn người cô ta lúc đó như một ngọn đuốc. Rất may cô gái này đã được chúng tôi cấp cứu kịp thời. Sau khi khống chế được ngọn lửa, chúng tôi mới lần lượt đưa từng người ra ngoài. Anh Tê cho biết thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người bao gồm bà Đê và ba người con gái, con trai bà Đê, lúc này đang ngủ trên tầng 2. Anh Tê nói, chúng tôi ở bên ngoài múc nước hát vào trong, còn con trai bà Đê ở trong sử dụng chăn để dập lửa. Từ xưa đến nay ở làng tôi chưa bao giờ xảy ra sự việc đau lòng đến thế. Mỗi lần nghĩ lại hình ảnh ba người con của bà Đê kéo bà vào trong rồi đổ xăng châm lửa đốt, tôi rất ám ảnh. Còn chia sẻ của ông Đỗ Quang Lĩnh, người họ hàng của gia đình bà D, đau xót cho biết, gia đình bà VTD 62 tuổi và ông DDD sinh năm 1963 đã mất, sinh được 4 người con. Các con đều được đặt tên cùng vần D giống bố mẹ. Tình anh em ruột thịt thể hiện ngay ở tên gọi. Chẳng ai nghĩ chỉ vì mâu thuẫn về đất đai thừa kế mà họ đành đứt tình máu mủ ruột giả đứng trước sự việc chưa từng có này nhiều người dân ở thôn thiên lộc đã không khỏi sợ hãi trước những gì diễn ra trước mắt họ ngày hôm ấy cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày chỉ vì chuyện phân chia đất mặt đường đất trong ngõ mà những người con gái đã bỏ qua tình máu mù ruột già chẳng nghĩ đến công ơn sinh thành của mẹ nhẫn tâm bắt ép rồi gây ra sự việc đau lòng rồi giờ đây tranh đất rồi lại trở về với đất để lại sự giằn vặt đau khổ cho những người còn sống. Tin tức người mẹ tử vong trong vụ ba con gái mang xăng phóng hỏa khiến nhiều người cảm thấy xót xa chia sẻ về vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng nếu kết quả xác minh cho thấy cả ba người con gái này đã bàn bạc thống nhất với nhau về việc mua xăng đến đốt nhà mẹ đẻ có cùng ý chí với người đổ xăng và châm lửa để đốt nhà mẹ đẻ thì có thể khởi tố ba cô con gái về tội tước đoạt mạng sống và hủy hoại tài sản với hành vi thức đoạt mạng sống mà nạn nhân là mẹ đẻ, người thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất con đồ hoặc vì động cơ đe hèn phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ chăm sóc. Theo luật sư Cường, người con gái còn lại cũng được xác định là nghi phạm trong vụ án. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc đổ xăng để đốt nhà mẹ đẻ có sự bàn bạc phân công thống nhất của ba người con hay không. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, cả ba người con gái cùng bàn bạc thống nhất với nhau về việc sẽ mua xăng để đốt nhà mẹ đẻ, mong muốn hoặc bỏ mặc dẫn đến hậu quả chết người, thì cả ba đều bị xử lý về tội tước đoạt mạng sống với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc, phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc cách ly khỏi xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Còn nếu cô con gái có mặt tại hiện trường không có ý định thực hiện hành vi đốt nhà, đã ngăn cản việc đốt nhà thì người này sẽ không bị xử lý hình sự. Trường hợp cả ba người con gái đều biết về việc mua xăng cùng có mặt tại hiện trường nhưng không ngăn cản người đã thực hiện hành vi châm lửa để đốt nhà thì họ có thể bị xử lý hình sự về tội tước đoạt mạng sống. Còn theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, giám đốc công ty luật hãng luật Hưng Yên, tới thời điểm này, hai người chị và mẹ đã tử vong nhưng con gái út còn sống, chưa thể đình chỉ điều tra vụ án. Việc đình chỉ điều tra chỉ áp dụng với những người đã tử vong. Đối với những người còn sống, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của họ, tiến hành lấy lời khai, đồng thời thu thập, củng cố các chứng cứ để làm rõ vụ án. Trường hợp người con gái út được xác định có hành vi phạm tội, người này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với phần hậu quả mà hành vi của mình gây ra. Ngược lại, nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được người đó đã thực hiện tội phạm, quyết định đình chỉ điều tra sẽ được ban hành bình luận về trách nhiệm của người con gái còn lại luật sư cựu điều tra viên hoàng văn doãn đoàn luật sư hà nội cho rằng cần làm rõ ý thức chủ quan động cơ mục đích cũng như vai trò của người này trong vụ án không trực tiếp đổ xăng đốt nhà nhưng nếu bị xác định đã tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần để chị gái thực hiện hành vi nguy hiểm người này vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm trong vụ án Bên cạnh tội giết người mà công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, ông Doãn cho biết cần xem xét thêm trách nhiệm của người này về các tội hủy hoại tài sản Điều 178 và cưỡng đoạt tài sản Điều 170 tại Bộ Luật Hình Sự 2015. Còn luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, nhìn nhận dưới góc độ dân sự, với việc cơ quan công an đã khởi tố vụ án giết người, người con gái út có thể bị chuất quyền hưởng thừa kế, theo Điều 621 Bộ Luật Dân Sự 2015. Cụ thể, điều 621 bộ luật này quy định những người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó, hoặc bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản của người thừa kế đó có quyền hưởng thì sẽ thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản đối chiếu với trường hợp này ông tiền đánh giá nếu bị tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội giết người người con gái út sẽ bị truất quyền hưởng thừa kế khi đó di sản sẽ thuộc về người còn lại trong hàng thừa kế thứ nhất theo thông tin hiện có là người con trai trong gia đình người trực tiếp mang can xăng phóng hỏa đã tử vong tuy nhiên tiếp theo đây cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra làm rõ người con gái út còn sống có hay không việc chủ mưu lên kế hoạch đồng phạm dẫn đến thảm kịch đau lòng việc bố mẹ có chia đất cho là mừng Bố mẹ vất vả cho mình ra đời, nuôi khôn lớn là phúc phận. Thật chua sót cho vụ việc này khi những cô con gái không những chưa báo hiếu, phụng dưỡng mẹ được ngày nào mà còn khiến cho mẹ già phải sống trong những tháng ngày cuối cùng trong đau đớn giàn vặt. Thưa quý vị, người xưa có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thế nhưng tại một thôn nọ ở Hưng Yên, chỉ vì đòi quyền thừa kế mà những người ruột già máu mủ lại gây ra án mạng đau lòng. Người mất thì ra đi trong đau đớn, Người ở lại thì sống với giàn vặt và ám ảnh. Rồi tiếp theo đây, cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ vụ án, làm sáng tỏ hành vi của những người liên quan. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Mọi ý kiến bình luận quý vị hãy để lại bên dưới phần comment. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.